công suất mình bao nhiêu. Em mời Nhân. Chúng ta có công suất mạch của chúng ta là chỉ chứa điện trở thôi, do đó công suất của mình thì được tính bằng Y bình nhân R. Y của mình là 2 bình phương lên là 4 nhân cho 50, chúng ta sẽ được 200W. Đáp án là D. Câu 22. Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản và một máy thu thanh đơn giản đều có bộ phận nào sau đây? Đó là câu lý thuyết hay gặp thôi. Thầy mời Phong. Chọn D rồi. Đúng rồi, trong cả hai sơ đồ khối đều có anten cả, anten phát và anten thu. Câu 23. Trong dao động điều hòa, đơn vị của tần số gốc là đơn vị nào? Thầy mời Tấm. Dạ, thứ hai là không D. Tần số gốc là omega và đơn vị của nó là radian trên giây. Câu 24. Trong miền ánh sáng nhìn thấy thì chiết xuất của nước có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng nào sau đây? Lưu ý là lớn nhất. Thầy mời bạn Dương. Chiết xuất nó sẽ có giá trị lớn nhất với ánh sáng nào? Chúng ta có chiết xuất của mình nó sẽ tăng từ đỏ đến tím, nhưng mà ánh sáng tím chúng ta nó sẽ có chiết xuất là lớn nhất. Câu 25. Khi con led dao động tắt dần thì đại lượng nào sau đây của con led giảm dần theo thời gian? Thầy mời Hoàng. Hoàng nghe câu hỏi chưa? Câu này em chọn đáp án B rồi. Sao tắt dần mà chọn đáp án B? Dao động tắt dần được định nghĩa là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Mà biên độ giảm dần theo thời gian thì ta suy ra rằng cơ năng của mình nó sẽ giảm dần theo thời gian chứ. Bây giờ dao động tắt dần mình cũng làm sai là sao Hoàng? Hầu như năm nào câu này người ta cũng hỏi cả. Dao động tắt dần là dao động sẽ có biên độ và năng lượng giảm dần theo thời gian, mà năng lượng ở đây chính là cơ năng này. Câu 26. Hiện tượng biên độ dao động cực bức tăng lên giá trị cực đại khi tần số của lực cực bức bằng tần số dao động riêng của hệ. Hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng gì? Thầy mời Cương. Cộng hưởng thôi. Hiện tượng cộng hưởng, đúng rồi. Câu 27. Bắt đầu các câu tính toán rồi. Một sóng cơ lan truyền theo chiều dương của trục Ox với bước sóng là 20 cm. Nguồn sóng ở tại O có phương trình. Một sóng cơ lan truyền. Trong quá trình truyền sóng, coi biên độ sóng là không đổi. Xét một điểm M trên trục Ox, M nó có tọa độ x lớn hơn không? Tính theo đơn vị là cm, phân tử môi trường dao động với phương trình nào? Thầy mời An. A thôi. Đoạn An cho đáp án là A. Chúng ta có phương trình tổng quát U tại M thì nó sẽ bằng là biên độ này nhân cho cos của omega t trừ cho 2pi x chia cho lambda trừ lại pi chia lambda. Lambda thì mình có rồi đúng chưa? Còn x thì đề bài người ta cho chúng ta là bao nhiêu nào? X là một điểm tổng quát thôi, người ta không cho, nhưng mà chúng ta thay vào thôi. A biên độ sóng là không đổi nên nguồn bao nhiêu thì A cũng sẽ bấy nhiêu. Cos của 20pt trừ 2pi lambda của mình là 20, thay vào như vậy chúng ta sẽ còn là tương ứng là 3 cos của 20pt trừ 0.1pi. Chúng ta chọn đáp án là A. Câu 28. Phát biểu đúng, sự khúc xạ ánh sáng là sự thay đổi đột ngột phương truyền của một tia sáng khi. Thầy mời Dũng, thầy mời Quảng. Lại câu 28C. Đúng rồi, khi truyền qua mạch phân cách giữa hai môi trường trong số khác nhau. Đáng lẽ nó sẽ chính xác hơn đó, nếu đề bài người ta dùng từ là truyền xuyên góc. Câu 29. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox khi đi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm là 1.2 m/s. Khi đi qua vị trí biên, gia tốc có độ lớn là 24 m/s bình. Tốc độ của chất điểm
khi nó cách vị trí cân bằng là 4 cm là bao nhiêu? Mời Dũng. Chúng ta là C ạ. Dũng chọn đáp án là C. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu nào. Đề bài cho: vận tốc khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 1,2 m trên giây, như vậy đây chính là Vmax. Mà Vmax thì bằng omega nhân cho A. Chúng ta được là 1,2 m trên giây. Mặt khác chúng ta có gia tốc tại vị trí biên. Về mặt độ lớn thì nó chính là Amax. Mà Amax thì bằng omega bình A. Chúng ta được là 24 m trên giây bình. Từ đây nếu chúng ta lấy Amax mà chúng ta chia cho Vmax thì chúng ta sẽ thu được là omega. Dễ thấy, chúng ta lấy 24 mà chúng ta chia cho 1,2, chúng ta được omega là 20 radian trên giây. Từ đây các em sẽ suy ra được A. A thì mình chỉ việc lấy 1,2 là tốc độ cực đại, chúng ta chia cho omega là 20, chúng ta được là 6 cm. Thế thì khi nó cách vị trí cân bằng một khoảng là 4 cm, tức x của nó là 4 cm, thì V của nó mình chỉ việc tính là bằng Vmax nhân cho căn bậc 2 của 1 trừ x chia cho A tất cả bình. Như nào, thầy vào tính xem. Vmax của mình là 1,2 này, nhân cho 1 trừ cho x là 4, A là 6, đóng ngoặc bình phương lên 0,89 m trên giây. Chuẩn rồi, chúng ta chọn đáp án là A. Câu 30. Dòng điện xoay chiều có biểu thức đã biết, kể từ thời điểm T bằng 0, khoảng thời gian ngắn nhất để dòng điện tức thời trong mạch bằng 0 là bao nhiêu? Thầy mời bạn Linh. Là em chọn câu C. Linh chọn câu C. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp đường tròn để chúng ta giải quyết cho bài toán này. Chúng ta sẽ vẽ đường tròn cho trục thời gian là Y. Tại T bằng 0, chúng ta nhận thấy rằng pha ban đầu của dòng điện là trừ pi trên 6. Thế thì nó đang ở vị trí này. Với góc này là về độ lớn là 30 độ. Điểm M nó sẽ tương ứng với việc chúng ta biểu diễn dòng điện tại thời điểm T bằng 0. Thế thì cường độ dòng điện của mình nó sẽ bằng 0 tại các vị trí nào? Nó là các vị trí mà thầy đánh dấu cộng ở trên hình vẽ. Vậy thời điểm gần nhất nó sẽ tương ứng với bán kính chúng ta đang quét lên góc này không? Góc này là 30 độ, góc trên là 90 độ. 90 độ thì nó sẽ tương ứng là T chia cho 4. 30 độ thì nó sẽ tương ứng với T chia cho 12. Vậy tổng thời gian của chúng ta là bao nhiêu nào? Chúng ta có chu kỳ của mình là 0,02 giây. Chúng ta nhân cho 1 phần 4 chu kỳ cộng với 1 phần 12 chu kỳ. Chúng ta được là 1 phần 150 giây. Đáp án là C. Nghĩa là bây giờ nếu bài toán này các bạn nào để hoàn thành, tự làm hoàn thành hết một cách chính xác, một cách chỉnh chu cả 30 câu đầu tiên này, thì đảm bảo rằng chúng ta sẽ thi một đề thi thật bao giờ chúng ta sẽ nằm điểm mình đã nằm ở thang tháng cả. Một đề thi chính thức cũng vậy, nó bắt đầu khó từ câu 30 trở đi thôi, còn các câu còn lại là bình thường. Và bản thân chúng ta muốn điểm cao thì chúng ta phải vượt qua được 30 câu đầu tiên đã, rồi chúng ta mới nghĩ đến chuyện là chúng ta sẽ tính toán như thế nào để chúng ta làm những các câu sâu. Thậm chí là nếu cái mục đích của mình là 8 điểm thôi thì làm đến đâu những câu sâu mình có thể, như bạn may mắn đánh bừa vẫn có thể đúng được kết quả, bạn cải thiện điểm số của mình lên. Câu 31. Cho mạch RLC biết phương trình của U, yêu cầu viết phương trình của Y. Để mời Lộc nào. Yes sir. Lộc đáp án là C. Thành ra câu này thì chúng ta có thể tính tay hoặc là chúng ta sẽ tính bằng số phức. Thế thì thầy hướng dẫn cho em tính bằng số phức cho nhanh. Chúng ta có L là 1 trên pi, như vậy ZL của mình là 100 này, ZC của mình là 200. Chúng ta sẽ chuyển sang số phức bằng cách là chúng ta mod 2. Y phức của chúng ta thì sẽ bằng U chia cho Z. U của mình là 200 căn 2. Với pha ban đầu là 0, chúng ta nhập
ta nhập là không vào. Z phức của ta sẽ có dạng là R cộng cho ZL trừ ZC. ZL trừ ZC là 100 trừ cho 200 nhân với Y. Xuất kết quả Zip 23 bằng được là 2 và 45. Tức là cái phương trình dòng điện của mình nó sẽ là Y bằng 2 cos omega t cộng cho pi trên 4. Đáp án là C. Các bạn nào lát nào mình chưa rõ cách này có thể nhắn tin thầy hướng dẫn lại. Hiện tại ở trên bài giảng này thầy chỉ hướng dẫn sơ lược đến như vậy thôi. Câu 32. Xét hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn đồng bộ, bước sóng là 0,2. Điểm M có D1 và D2 đã biết. Biên độ của phần tử dao động tại M là biên độ nào trong bốn đáp án? Ta mời Ly. Dạ em lên câu C. Câu C đúng không? Thử xem, chúng ta có biên độ này, nó sẽ bằng 2 lần biên độ của nguồn nhân cho trị tuyệt đối của cos của pi D1 trừ D2 chia lambda. Thay số vào. 2 này nhân cho biên độ của nguồn là 4 này, nhân cho cos của pi. Pi là ở đây thầy viết là 180 độ, không thầy không để radian mà. D1 trừ D2 0,5 mà trừ cho 0,3 là chúng ta còn 0,2 này. Lambda của mình đó, đề bài cho là 0,2 luôn. Đóng mặt lại, chúng ta được kết quả là trừ 8 mà lấy tuyệt đối ở cos, nghĩa là A của mình là sẽ bằng 8 cm. Chúng ta chọn đáp án là C. Câu 33. Một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cho cuộn cảm có độ tự cảm là 1 mH. Điện dung của tụ điện là 1 nF. Biết từ thông cực đại qua cuộn cảm là 5 × 10⁶ V/B. Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai bản tụ bằng bao nhiêu? Mời Hiền. Em ơi, câu 33 là A. 33 bạn chọn đáp án là A. Rồi thử xem. Bài toán yêu cầu người ta tìm điện dung cực đại giữa hai bản tụ điện, tức là yêu cầu mình tìm U0. Thường thì chúng ta sẽ dựa vào cái phương trình nào để tìm U0 đây? Thường là chúng ta sẽ dựa vào phương trình là 1/2 U0 bình sẽ bằng 1/2 L Y0 bình. Và từ đây U0 của mình thì chúng ta sẽ tính bằng cách là lấy căn bậc 2 của L chia C nhân cho Y0. Và mấu chốt bài toán là mình sẽ tìm được Y0 nữa là thôi, còn LC thì đã biết rồi. Thế thì Y0 mình sẽ dựa vào cái giả thuyết đó là từ thông cực đại qua cái cuộn cảm là bằng 5 × 10⁶ Từ thông cực đại qua cuộn cảm là từ thông riêng, từ thông hiện tượng từ cảm. Phi riêng thì sẽ được tính bằng L nhân cho Y. Vậy phi của chúng ta mà mát thì nó sẽ bằng L Y0. Thế thì từ đây chúng ta sẽ thu được là Y0 nó sẽ bằng phi mát chia cho L. Kết hợp hai phương trình này, thầy sẽ thu được là U0 nó sẽ bằng là căn bậc 2 của L chia C nhân cho phi 0 chia L. Tức là chúng ta đơn giản L đi, căn L đi, chúng ta sẽ còn là phi 0 chia căn bậc 2 của LC. Phi 0 của mình đề bài cho là 5 × 10⁶ căn bậc 2 của LC là 1 × 10⁴ 3 nhân cho 1 × 10⁴ 9 5V, chính xác rồi. Câu 34. Khảo sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định, vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s, tần số có giá trị từ 15 đến 25 Hz. Để trung điểm trên dây là 1 bụng thì tần số của sóng bằng bao nhiêu? Để mời nhân. Tần số của sóng là 1 bụng thì để trung điểm là 1 bụng sóng thì tần số của sóng trên dây bằng bao nhiêu? Nhân nghe câu hỏi chưa?
Nhân chọn đáp án là C. Mời Phong, Phong chọn đáp án nào? Bạn Huyền chọn B là B thôi. B. Các bạn cùng comment đáp án nào? Quân là B, Huyền là B, Phong cũng là B. Ở đây chúng ta có sóng dừng trên dây với hai đầu cố định nha các em. Chúng ta có thể vẽ hình ảnh sợi dây ra với hai đầu cố định để chúng ta dễ dàng mà chúng ta phân tích. Đây là trung điểm của giả sử đây là sợi dây của chúng ta khi xảy ra sóng dừng, và điểm M là trung điểm. Điểm M là trung điểm. Đề bài yêu cầu chúng ta, đề bài cho chúng ta giả thiết là M là một bụng sóng. M là một bụng sóng. Thế thì từ hình vẽ có phải chúng ta nhận thấy một điều rằng là để M là một bụng sóng thì một nửa chiều dài của sợi dây nó phải bằng một số lẻ lần của một phần tử bước sóng đúng không nào? Bởi vì nếu để M là một bụng sóng, M là trung điểm của sợi dây, mà để nó là một bụng sóng thì nó phải là một số lẻ lần của lambda chia 4. Chúng ta thì hoàn toàn đếm được mà. Từ bụng thứ nhất là được một lambda này, bụng thứ hai được hai lambda này, anh này là chỉ được nửa bụng thôi là lambda chia cho 4. Và chúng ta tổng quát hóa lên á, tổng quát hóa lên để trung điểm M là một bụng thì rõ ràng là một nửa sợi dây nó sẽ giống như là cái điều kiện để có sóng dừng trên dây của trường hợp một đầu cố định và một đầu tự do. Lúc này là nửa chiều dài sợi dây phải bằng một số lẻ lần của lambda chia 4. Mà bài toán cho chúng ta khoảng giá trị của tần số thì cách xử lý tổng quát là chúng ta sẽ biến đổi về biểu thức của tần số theo một cái hàm mà phụ thuộc vào cái giá trị k. Và chúng ta biến đổi nè, L chia 2 sẽ bằng là 2k cộng 1 lambda chúng ta thay bằng V chia cho F. Và có phải là từ đây chúng ta có F của mình thì nó sẽ bằng là gì nào? F của mình nó sẽ bằng là 2k cộng 1 nhân V chia 2L. Đến đây thì chúng ta chỉ việc lập bảng thôi. Lập bảng với chức năng mod 7. Lập bảng 2k thì chúng ta gắn bằng alpha x. V của mình đề bài cho chúng ta là 4 này. 2L đề bài cho chúng ta là 0.5. Cho nó chạy từ 1 đến 10 chẳng hạn, với bước nhảy step của chúng ta là 1. Rồi bây giờ ra đáp án thôi. Từ 15 đến 25 chúng ta nhận thấy rằng là đáp án của chúng ta ở trong bảng này nó chỉ tồn tại là 20 thôi. 20 thôi, nên đáp án của mình sẽ là P. Câu này những vài bạn làm được à? Lát nữa thầy sẽ kiểm tra xem bao nhiêu bạn làm được. Câu 35. Một sóng ngang dạng hình sin có tần số là 3 Hz lan truyền trên trục ox với tốc độ là 2,4 m trên giây. Trên phương truyền sóng các điểm MN có tọa độ lần lượt là 70 cm và 290 cm. Ở thời điểm T có ly độ lần lượt là -5 và -4. Ngay thời điểm tiếp theo đó thì ly độ tại M là -3, thì phần tử môi trường tại N cách vị trí cân bằng một khoảng là bao nhiêu? Rồi, tạm mời Quân. Tất cả anh ta cùng comment nào. Nhưng con C thầy. C 2,4 cm. Cường chọn đáp án là D. Làm thế nào để được C đây Quân? Hai bạn làm thôi à? Còn các bạn khác không ai làm được hết hay sao? Nên là Quân chọn bừa đấy. Nhất là nhìn ra luôn thầy. Rồi bây giờ đó là bài toán ta xử lý độ lệch pha thôi các em. Đầu tiên là ta sẽ tính cho thầy bước sóng này. Lambda nó sẽ bằng là V chia cho F. V của mình là bao nhiêu nào? 240 mà chia cho 3 thì chúng ta sẽ được là 80 cm. Hai phần tử M và N
nó có tọa độ là biết trước rồi. Thì chúng ta ở đây là bài toán người ta cho cái ly độ tức thời của các dao động, thì cái cách xử lý của chúng ta là chúng ta dựa vào độ lệch pha của nó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tính độ lệch pha giữa hai phần thử này. Nó sẽ bằng là 2π nhân cho delta x chia cho lambda. Thử xem bằng bao nhiêu. 2π thì chúng ta ghi lại này, delta x tức là chúng ta lấy 70 trừ cho 290. Mà nếu chúng ta không quan tâm đến độ đánh dấu lắm thì chúng ta có thể lấy ngược lại là mình lấy 290 mình trừ cho 70 tức là còn là 220 này, mình chia cho bước sóng là thành 80. Thử xem bằng bao nhiêu nào. 2 nhân cho 220 chia cho 80 bằng 5,5 pi, tức là bằng 5 pi cộng cho pi trên 2. À, cái quan trọng là nó pi trên 2 này. Nghĩa là dao động tại M và N là vuông pha nhau. Dao động tại M và N là vuông pha nhau. Nó có một cái điểm đặc biệt là khi sóng truyền qua thì các cái phần tử môi trường nó sẽ có cùng biên độ. Mà bây giờ nó là vuông pha nhau. Vậy có phải hai đại lượng, hai cái dao động mà vuông pha nhau á thì chúng ta sẽ có kết quả là gì đây? U1 chia cho A1 tất cả bình cộng cho U2 chia cho A2 tất cả bình, đó là hệ thức độc lập cho hai đại lượng vuông pha mà. Ví dụ chúng ta có x1 mà vuông pha với x2 thì chúng ta sẽ có là x1 chia A1 tất cả bình cộng x2 chia A2 tất cả bình, đó là hệ thức độc lập thời gian cho hai đại lượng vuông pha. Thì sóng cũng vậy, M và N thì U1 chia A1 tất cả bình cộng U2 chia A2 tất cả bình. Nó có một điểm đặc biệt là biên độ dao động của M và N là như nhau, nghĩa là A1 của mình là sẽ bằng A2 và nó bằng A luôn. Nghĩa là chúng ta sẽ có là U1 bình cộng U2 bình luôn luôn là bằng A bình. Nhìn về đây, tại thời điểm T, khi UM là trừ 5 thì UN là trừ 4. Thay vào đây, em sẽ tính được A. Vậy biên độ dao động của sóng của mình nó sẽ bằng là căn bậc 2 của 5 bình cộng cho 4 bình bằng căn 41. Căn 41. Người ta hỏi rằng khi M của mình là 3. Các bạn đã vừa hỏi gì đúng không? Em thấy là ở chỗ dòng 3 đấy thì là x1 với cả x2 hay là A1 đấy ạ? Dòng số 3 hả? Dòng, dòng số 3 em không rõ chữ hay sao? Vâng. Rồi để tôi xóa lại. Đây, dòng số 3 nó sẽ là như thế này này. Nó sẽ là U1 chia A1 tất cả bình cộng cho U2 chia A2 tất cả bình bằng 1. Đây là hệ thức vuông pha cho hai dao động tại M và N. Nó giống như là ly độ của mình nó vuông góc, nó vuông pha với cả là vận tốc đấy em, thì mình cũng sẽ có cái hệ thức tương tự như thế. Vâng. Nó sẽ tổng quát hơn. Bây giờ người ta hỏi rằng là khi UM của mình bằng trừ 3 thì UN bằng bao nhiêu? À, khá đơn giản, khi UM của mình là bằng trừ 3 thì chúng ta chỉ việc thay lại cái biểu thức trên này, biểu thức chúng ta vừa nhắc lại này, chúng ta sẽ tìm được, chúng ta sẽ tìm được UM. Thay vào này, thì biểu thức này là dễ hơn chứ đúng không nào, ai mà theo biểu thức kia. Vậy chúng ta có UM nó sẽ bằng là căn bậc 2 của A bình trừ cho UM bình, tức là chúng ta có căn của 41 trừ cho 3 bình và chúng ta được là 4 căn 2 cm, đáp án là D. Và câu này thì mỗi bạn Cường đúng thôi à. Tí nữa thầy sẽ kiểm tra. Chiếc mũi Cường đúng thôi nha. Xem thử là bạn An đúng không? Câu 36. Trên đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh có 4 phần, 4 điểm theo thứ tự là A, M, N và B. Lưu ý là cái đoạn nào thì nói nhanh mà mình chưa rõ thì em có thể bật mic lên và hỏi lại nha, hoặc là chúng ta sẽ hỏi riêng cũng được. Giữa hai điểm M, N thì chứa điện trở thuận, giữa hai điểm
giữa hai điểm AM thì chứa điện trở thuần, giữa hai điểm MN thì chứa buồng dây, giữa hai điểm NB thì chứa chứa tụ điện. Đấy, vẽ ra này, A này, M này, N này, B này, R này, cuộn dây này, C này. Đặt vào hai đầu AB một điện áp siêu chiều 175 50 Hz, thì các điện áp là UAM bằng 25 này, UMN cũng bằng 25 này, UNB thì bằng 175. Hỏi hệ số công suất của đầu mạch AB bằng bao nhiêu? Câu này thầy sẽ mời bạn đến ai rồi nhỉ? Đến ai rồi ta? Nhân đúng không? Thầy mời An đi. À, thầy quên rồi. An có quả cho câu này cho em. Ăn chưa hả? Em bật mic lên em nói cho em nhắn tin là không đọc được đâu. Quản có quản chưa? Tất cả comment đã bán nào? Quản chưa luôn. Dũng có kết quả cho em. Bạn Huyền có đáp án là C. Tấn là C. Linh có đáp án chưa Linh? Linh có đáp án chưa? Cũng không thấy trả lời đây. Lộc có đáp án chưa em? Đang nhắc lại đây. Không nhớ hả? Rồi, Hiền thì hướng dẫn các bạn làm thế nào, thì đã làm như thế nào đấy. À, em có thể là đầu tiên thì viết biểu thức tính u hiệu dụng thì bằng Tức là em đi u viết biểu thức của tất cả, căn của đúng không? Em viết biểu thức em đầu tiên là u em xét xem là của tất cả các cái điện áp ra rồi đầu mình tiên là em xét xem là mạch có em xét xem là mạch này nó có error nhỏ không, thì nếu không có thì mình dùng công thức của error nhỏ tính cốt phi bằng u của r lớn cộng u của r nhỏ trên cho u ạ. Thật ra các bài toán mà người ta nói cuộn dây thì thông thường thì nó sẽ có R nhỏ cả. Mình có thể dựa vào các cái U mà người ta cho là UMN, UAM và UNB để chúng ta giải một cách đại số bình thường thôi. Tuy nhiên ở đây thầy sẽ trình bày cho các bạn một cái cách, đó là chúng ta vẽ giản đồ vectơ để chúng ta làm. Thầy sẽ chọn cách là vẽ nối đuôi nhau. Thầy vẽ này. Đầu tiên chúng ta xuất phát từ A. Từ A đến ta đến M thì chúng ta chỉ đi qua R thôi. Đây là AM này. Vector AM nó sẽ biểu diễn UR lớn. Tiếp theo là từ M đến N thì vẽ xuyên lên bởi vì chúng ta đi qua cuộn dây. Đây là điểm N. Tiếp theo từ N thầy vẽ xuyên xuống dưới bởi vì chúng ta đi qua C, và thầy nối AB lại, nó sẽ biểu diễn U. Thầy nối AB lại nó sẽ biểu diễn U. Bây giờ chúng ta sẽ điền các cái thông số vào, những cái đại lượng mình đã biết vào để chúng ta xử lý. Thứ nhất là chúng ta có UAM là 25, UMN là 25, như vậy đoạn này cũng là 25. UNB của chúng ta là 175, như vậy là đoạn này là 175. Mặt khác UAB của chúng ta cũng là 175. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ nối lại này là cho nó dễ như này. Thứ nhất, có phải là cái tam giác AMN là cân tại M? Và thứ hai là cái tam giác ABN cân tại B. Hai điều này cho phép thầy suy ra được rằng là hai góc này là bằng nhau và bằng phi.
Bởi vì tam giác A, B, N mà cân thì góc A lớn và góc N lớn là bằng nhau. Tam giác A, M, N cân thì góc A nhỏ và N nhỏ bằng nhau. Như vậy dẫn đến hai góc phi là như nhau. Chúng ta điền cái thông số vào, điền cái tham số x vào, thầy gọi anh này là x. Và bản chất x của chúng ta nó chính là UR nhỏ đấy. Vậy từ cái tam giác A HB chúng ta có cos phi thì bằng 25 cộng x chia 175. Mặt khác từ tam giác MNH thì chúng ta lại có sin phi thì bằng x chia cho 25. Chúng ta có sin bình cộng cos bình thì bằng 1, nghĩa là chúng ta sẽ có cái phương trình là gì nào? Sin bình cộng cos bình bằng 1, tức là các em sẽ có cái phương trình là x chia cho 25 tất cả bình phương cộng 25 cộng cho alpha x chia cho 175 tất cả bình phương bằng 1. Xếp son và thu được kết quả. Vậy các em có x là 24, mà x bản chất của nó là r nhỏ, bản chất của nó là ur nhỏ. Thế thì để tìm cos phi chúng ta chỉ việc lấy là gì? Lấy ur lớn là 25 cộng cho ur nhỏ là 24 chia cho tổng u tổng của mình là 175, chúng ta được là 7/25 tương ứng với 0,28. Mình chọn đáp án là C. Hiền có thể tham khảo cách này nha em. Dạ vâng ạ. Rồi tiếp theo câu 37. Một vật nhỏ chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa x1 x2 như bài toán này cho. Lúc vật nhỏ đi qua vị trí cân bằng thì giá trị x1 là bao nhiêu? Linh làm được không Linh? Thắng được không em? Nãy em đang làm hết giờ mất rồi thầy, chưa làm lại. Làm hết giờ là vẫn còn chậm đấy, chúng ta canh thời gian đi, thời gian nó không kịp. Rồi hướng dẫn này, chúng ta viết cái phương trình của x ra. X của mình thì bằng x1 cộng x2 thì mình xem thử là không biết là Lộc có làm được câu này không em? Chọn câu C thầy. Linh chọn C hả? Lộc làm câu này chưa? Các bạn comment nào. Comment nè, sống bóng mic lên mà comment. Cường chọn đáp án C. Đầu tiên là chúng ta xem thử là cái dao động tổng hợp của mình á, nó có cái phương trình như thế nào. Thì chúng ta chỉ việc cộng số phức thôi. Ở đây người ta cho A, chúng ta gán cho A là 1 đi, thì để cái phép toán của mình nó dễ được. Thế thì chúng ta nhập vào này. Dao động thứ nhất là căn 3, pha của nó là 30 độ, cộng cho dao động thứ hai là 1, pha của nó là trừ 60 độ. Rồi chúng ta thu kết quả này, ship 23, chúng ta được là 2. Nghĩa là cái dao động tổng hợp của mình sẽ có phương trình là x bằng 2a cos của omega t, mà pha ban đầu của nó là bằng 0. Chúng ta quay trở lại, chúng ta nhìn lại một chút về cái phương trình của x1. Các em nhận thấy rằng là cái dao động của x1 nó sớm pha hơn dao động của x một góc là 30 độ. Thế thì người ta hỏi rằng là khi
khi dao động tổng hợp đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên, tức là đi qua vị trí này, thì cái dao động thứ nhất đang có giá trị là bao nhiêu? Có phải là x1 là nó sớm hơn x một góc là 30 độ? Thế thì chúng ta chỉ việc cho cái bán kính này quét thêm một góc 30 độ nữa thôi. Vậy cái lúc này là x1 của mình nó đang ở vị trí này. Với cái góc quét là 30 độ thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là cái tọa độ này nó sẽ là trừ A1 chia cho 2. Trừ A1 chia cho 2. Mà A1 của mình thì bằng A căn 3. Vậy lúc này x1 của mình nó sẽ bằng là trừ A căn 3 chia 2. Chọn đáp án là C. Câu 38. Trong thí nghiệm dân về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra hai bức xạ lần lượt là 500 và lambda 2. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp trùng mờ với vân trung tâm, có 9 vân đơn sắc. Nếu lambda 2 nằm trong khoảng từ 550 đến 700 thì bước sóng của nó là bao nhiêu? Bạn Huyền, em tưởng hỏi gì đây Huyền? Em tưởng hỏi giá trị gì? X nên tính không ra đọc không vấn đề x gì là rồi comment cho câu này nào. Bạn Quân đáp án là B, 650 nanomet. Cường có làm được câu này không Cường? Cường làm câu D, 600. Giờ là chắc em Quân chọn lùi rồi. An làm được câu này chưa? Chưa? Huyền làm được câu này không em? Câu này nó nằm trong cái chủ đề giao thoa với hai ánh sáng đơn sắc nha An. Huyền có quả chưa? Rồi hướng dẫn này. Thử hả? Ừ, thử cũng được. Vậy thì chúng ta có này, điều kiện ở đây người ta nó hỏi hỏi người ta cho một cái, người ta đề cập đến một cái vấn đề, đó là vân mà trùng mờ với vân trung tâm. Khi thực hiện giao thoa với hai ánh sáng đơn sắc thì vân trung tâm nó sẽ là vị trí trùng nhau của hệ hai vân sáng. Vậy cái vân mà trùng mờ với vân trung tâm nó chỉ cái vị trí mà tại đó hệ hai vân sáng lại trùng nhau. Chúng ta có từ điều kiện hai vân sáng trùng nhau là mình có sẽ là lambda 2 chia lambda 1 bằng K1 chia K2. Mặt khác, người ta thấy rằng là giữa hai vân sáng này nó có 11 vân đơn sắc, tức là K1 cộng K2 phải bằng 11. Ta lấy ví dụ như sau. Nếu em lấy lambda 2 mà em chia cho lambda 1 nó bằng 5/4, thì có phải rằng là giữa vân trung tâm với vân gần nhất mà trùng mờ với vân trung tâm nó sẽ có tất cả là 7 vân sáng đơn sắc không? Vậy thì ở đây người ta nói rằng là giữa hai vân sáng liên tiếp mà trùng mờ với vân trung tâm có 9 vân đơn sắc, nghĩa là nó K1 cộng K2 phải bằng 9 cộng 2 là 11. Từ hai kết quả này, tại có lambda 2 thì nó sẽ bằng là K1 thì ta thay bằng là 11 trừ cho K2 chia cho K2 nhân cho lambda 1. Lambda 1 đề bài cho chúng ta là 500 rồi, và chúng ta có là 11 trừ cho K2 trên K2 nhân 500. Công việc của chúng ta bây giờ chỉ việc lập bảng thôi. Mod 7. 11 trừ cho alpha x chia cho alpha x nhân cho 500. Ở đây alpha x của chúng ta là chúng ta đã gán cho nó là bằng
K đó, K2. Rồi kiểm tra. Dạ, 600 ứng với K bằng 5, K2 bằng 5. Chúng ta chọn đáp án là D. Các bạn rõ câu này chưa nào? Comment nào? Ăn được không em? À, Cường, Cường có làm cái này không? Đây là Cường thử đấy. Câu 39. Xét độ mạch máy nối tiếp gồm RLC, đạt điện áp xoay chiều ổn định và hai đầu động mạch thì cảm kháng và dung kháng là đều không đổi và có giá trị là khác nhau. Biết rằng R bằng 100 thì công suất tiêu thụ trên mạch là cực đại và bằng 100W. Để công suất trong mạch là 80W thì R nó sẽ có thể nhận giá trị nào sau đây? Huyền đã làm được câu này chưa? Em chưa ạ. Mà chỉ mỗi Cương làm được à? Thì em làm mấy cái câu kia mất thời gian. Quân làm được cho em. Em vẫn lùi con xe que đúng không thầy? Lùi hả? Anh sẽ lùi nhiều vậy. Quân lùi từ đầu, từ câu bài mới đã lùi rồi. R bằng 100W thì công suất trên mạch là cực đại. Và anh ta xem này, chúng ta có công suất trên mạch B nó sẽ bằng là U bình nhân R chia cho R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Đây là biểu thức của công suất, nó bằng Y bình nhân R, mà Y bình thì biến đổi thành U bình chia Z bình. Ở đây là ZL, ZC là không đổi, còn R là biến thiên. Người ta nhận thấy lại khi R bằng 100 thì công suất là cực đại. Và chúng ta thử đánh giá hàm số này xem, thì biến đổi một chút. B thì bằng U bình, thì chia R xuống, nhưng mà ở mẫu ở tử số ở mẫu số thì còn là R chia cho ZL trừ ZC tất cả bình chia cho R. Đánh giá hàm số. P của chúng ta là bằng một thương. Mẫu và tử số là hàng. Vậy để B là cực đại thì mẫu số là nhỏ nhất. Chúng ta đã biết rằng tổng hai số nhỏ nhất khi hai số hạng này bằng nhau, nghĩa là B nó sẽ bằng B max khi R của chúng ta sẽ bằng ZL trừ ZC tất cả bình chia cho R, hay nói cách khác là R của chúng ta nó sẽ bằng là ZL trừ ZC. Mà theo đề bài nó là 100, vậy từ đây thầy thu được là ZL trừ ZC là bằng 100 ohm. Với B cực đại khi ZL bằng ZC thì lúc này B max của chúng ta nó sẽ bằng là U bình chia cho 2R. U bình chia cho 2R. Và thì từ đây thầy sẽ thu được là U bình của thầy nó sẽ bằng là 2 lần B max nhân cho R, tức là bằng 2 nhân cho 100 bình phương. Nghĩa là từ cái giả thuyết này là chúng ta đã tìm được U bình bằng bao nhiêu rồi nè. Và chúng ta tìm được ZL trừ ZC bằng bao nhiêu luôn. Thế thì người ta hỏi là để công suất là 80W thì R bằng bao nhiêu? Và chúng ta thay vào thôi. 80 thì bằng là U bình nhân R chia cho R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình, thay số vào. Lúc này chúng ta có là R bình này cộng ZL trừ ZC là 100 bình này bằng U bình của mình là 2 nhân cho 100 bình chia cho 80 nhân R. Và thì chúng ta sẽ có cái phương trình là R bình trừ cho trừ cho 2 nhân 100 bình chia 80 nhân R
cộng 100 bình mình không. Giải nó thôi. Mod 53 1 bằng trừ này 2 nhân cho 100 bình phương chia 80. C là 100 bình bằng x tức là R bằng 200 hoặc là bằng 50. Vậy chúng ta chọn đáp án là A. Câu này thì nó sẽ nặng một chút về toán học thôi. Không biết là các bạn đã rõ chưa? An có nắm được không em? Có nắm được cách xử lý toán học này không? Linh. Dạ hồi nãy là đúng rồi thầy. Quân. Tấn. Huyền làm được cho em. Câu 40. Câu này nói hơi nhiều rồi. Thật ra ra một cái đề dễ thì phải hướng dẫn nó nhẹ nhàng, 30 phút là xong. Ra một cái đề có nhiều câu tính toán thì là phải nói nhiều. Câu 40. Cường chọn đáp án là A. Một vật nhỏ có khối lượng là 600g, dao động điều hòa trên trục ổ X, động năng là ED. Người ta cho đồ thị động năng như hình vẽ, hỏi tốc độ trung bình của vật nhỏ từ thời điểm T bằng 0 đến lúc động năng của vật bằng 0 lần đầu tiên. Rồi, câu này đáp án nào? Giờ lại câu này mỗi mình bạn Cường làm được à? Chu kỳ 6 hả? Không nhớ bao nhiêu nữa. Bạn Cường 37 trên 40. Có một câu thầy đánh cây bị lỗi không Cường? Đúng không Cường? Thầy lỗi một cây một câu. Và là Cường được 38 trên 40 và Cường sai hai câu. Em sai câu 38 mới chọn lộn câu gì đây? 38 mới chọn lộn câu 16. Cường sai câu 38. Ôi xời, anh Cường 38 mà sai. Cường ơi là Cường, 38 mà cũng sai. Làm nộp bài nộp trễ mà cũng chưa kịp nữa. Bắt đầu là 7 giờ 15 thầy đã phát đề rồi mà tới 8 giờ gần 8 rưỡi mới nộp mà. Rồi hướng dẫn nào? Hiền làm được không em? Hiền được làm được câu 40 không nào? Câu này em chưa làm kịp, em đang làm thế. Rồi hướng dẫn nào? Tốc độ trung bình mà. Chúng ta phải hình dung rõ tốc độ trung bình của mình thì được tính bằng quãng đường chia thời gian. Quãng đường chia thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý một chút về về cái đồ thị này. Chúng ta nói đây là đồ thị động năng. 0,12 là giá trị cực đại của động năng, tức là đây là cơ năng này. Mặt khác, tại thời điểm T bằng 0, chúng ta có động năng đang ở vị trí này. Động năng đang bằng 1/4 của cơ năng. Tức là tại T bằng 0, chúng ta có động năng đang bằng 1/3 lần. 1/3 lần thế này. Mà động năng bằng 1/3 lần thế này thì chúng ta biết rằng là cái vị trí này nó sẽ tương ứng x bằng cộng trừ căn 3 chia 2a. X bằng cộng trừ căn 3 chia 2a. Và chúng ta lưu ý rằng là sau đó thì động năng nó sẽ có xu hướng tăng. Và chúng ta sẽ vẽ đường tròn ra để chúng ta thấy. Động năng mà có xu hướng tăng, tức là vật của chúng ta nó sẽ có xu hướng là đi trở về vị trí cân bằng. Vậy chúng ta sẽ lấy tại thời điểm T bằng 0, em biểu diễn bằng điểm điểm M trên đường tròn.
vị trí này là căn 3 chia 2. Tiếp tục chúng ta nhận thấy rằng cái điểm mà có thời gian 2/3 này nó cũng là vị trí mà động năng bằng 1 phần động năng bằng 1/3 lần thế năng. Nhưng mà sau đó động năng là có xu hướng giảm. Dễ dàng chúng ta suy được nó chính là điểm N trên đường tròn. Vậy thì khoảng thời gian mà nó đi được từ t bằng 0 đến thời điểm 2/3 giây thì nó sẽ tương ứng với là bao nhiêu nè? 60 độ là t chia 6 này. 60 độ nữa là t chia 6, nhưng mà có phải là t chia cho 3 chúng ta bằng 2/3 không nào? Vậy t của mình bằng 2 giây. 6 gì Cường? Cường đâu rồi? Mới này nhớ comment gì đây? Cường, chú Kỳ ơi, 6. 6 chỗ nào Cường? Cường đâu rồi? Chu kỳ là 2 giây. Đúng chưa? Mặt khác, người ta yêu cầu mình tính tốc độ trung bình kể từ thời điểm t bằng 0 đến khi động năng bằng 0 lần đầu tiên. Như vậy động năng bằng 0 lần đầu tiên là tại vị trí này. Nghĩa là cái quãng đường mà nó đi được là cái đoạn mà thầy tô màu xanh đây. Nhìn vào hình vẽ chúng ta thấy quãng đường đi được nó sẽ là bằng A cộng cho A căn 3 chia cho 2. Thời gian đi được tương ứng của chúng ta nó là t chia cho 4 cộng cho t chia 6. À, chúng ta còn chưa có A nữa. Từ chu kỳ chúng ta sẽ suy ra omega. Omega của mình bằng pi radian trên giây. Cơ năng của mình là 0,12, khối lượng của mình là 600. Mặt khác chúng ta có cơ năng thì bằng 1/2 m omega bình A bình. Vậy từ đây suy ra A. A của mình nó sẽ bằng căn bậc 2 của 2 lần năng lượng là 0,12 chia cho m là 0,6 chia cho omega bình là 10. Chúng ta được là 0,2 mét. Rồi, quay lên trên thay vào. 0,2 cộng cho 0,2 nhân cho căn 3 chia 2. Chu kỳ của mình là t chia cho 4. T chia cho 4 là 0,5 giây cộng cho t chia cho 6 là 2 chia 6. Chúng ta được là 44,78 mét trên giây, tức là 44,8 cm trên giây. Đáp án của mình là A. Rồi, vậy là anh Cường chọn hên đúng rồi. Được chưa các em? An, à, em có nắm được câu này không? Không rõ chỗ nào thầy hướng nhân lại cho. Hiền được chưa? Hiền được rồi đúng không? Hiền nháp nãy giờ có ra chưa? Có nháp nháp có nhanh được phải không? Tắm được chưa? Dạ được rồi. Vâng. Được rồi, thầy dừng bài giảng lại ở đây. Chào tất cả các em.